Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4 là ngày sở hữu trí tuệ, nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ. Với tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, những năm qua song song với việc đầu tư nâng cao chất lượng nông sản, tỉnh Sơn La đã và đang đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Qua đó từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản, góp phần nâng cao đời sống người dân. Năm 2017, sản phẩm cà phê Arabica Sơn La được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Các sản phẩm được bảo hộ gồm cà phê nhân, cà phê hạt rang và cà phê bột. Có 6 doanh nghiệp, hợp tác xã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. Sau khi được bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý, sản phẩm cà phê Sơn La đã được người tiêu dùng biết đến rộng rãi, uy tín sản phẩm được nâng cao, giá trị sản phẩm tăng đáng kể. Đối với cà phê, khi mà có chỉ dẫn địa lý nó giới thiệu được cái đặc sản vùng miền lan tỏa cho trong nước. Thế còn vấn đề nữa là gì? Khi có chỉ dẫn địa lý, cái quan trọng nhất của xuất khẩu của chúng tôi là nó tuân theo cái bộ tiêu chí của quốc tế về sản xuất cà phê bền vững trên 3 phương diện: kinh tế, xã hội và môi trường. Đấy là, và một cái nữa là nếu như mà cái quảng bá được cái sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý này ra quốc tế thì nó là một cái hộ chiếu rất tốt cho xuất khẩu. Để xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức nhiều đợt khảo sát, đánh giá tiềm năng xây dựng thương hiệu các sản phẩm, đồng thời tổ chức các hội thảo khoa học, đánh giá lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng đưa vào danh mục các sản phẩm xây dựng và phát triển thương hiệu theo giai đoạn và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Chúng tôi phối hợp với lại Cục Sở hữu tuệ và các cái đơn vị chuyên tư vấn về sở hữu tuệ để họ giúp cho xây dựng các cái dự án để chúng ta xây dựng các cái thương hiệu rồi bảo hộ các thương hiệu thị trường trong nước và nước ngoài. Cái thứ hai là trong quá trình xây dựng và phát triển cũng như bảo hộ, chúng tôi sẽ đề nghị với các bộ, với Bộ Nông nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ cũng như là các bộ khác để phối hợp giúp đỡ cùng với các cái đại sứ quán và các nước để giúp chúng ta bảo hộ tại các thị trường nước ngoài. Trong giai đoạn 2016-2022, tỉnh Sơn La đã triển khai 24 dự án xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh, trong đó có 1 dự án cấp quốc gia, 23 dự án cấp tỉnh, có 18 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ, nâng số lượng sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ toàn tỉnh lên 24 sản phẩm, trong đó có 2 sản phẩm được bảo hộ tại nước ngoài. Để được có cái sản phẩm mà được cấp chứng nhận về cái mận Sơn La này thì chúng tôi là tuân thủ rất là sát sao. Có nghĩa là hướng tới cái sản phẩm sạch thì chúng tôi sử dụng toàn bộ là phân bón hữu cơ, rồi là thuốc bảo vệ thực vật thì là chuyển sang là thuốc trừ sâu sinh học là chủ yếu. Thì là mới đưa ra cái sản phẩm là có chất lượng và cũng như là đưa ra thị trường là sản phẩm an toàn. Việc xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ, sở hữu trí tuệ và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đã giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước đối với các sản phẩm nông sản của tỉnh, từ đó giúp thay đổi đời sống của người dân vùng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.